nào để mũ hả? Về xài liền chưa? Nghe không? À, xài liền. Xài liền hả? Vậy là cô đai đang chút nha. Đẹp 120 luôn. Này chủ máy luôn à. Anh là chủ máy cái thứ 220 đó. Nói trước có người mua cái rồi. Cái trước mua về Mỹ Xuyên. Ở cho Thành Nhãn á. Cái này Mỹ Tú hai huyện rồi ha. Quá đẹp. Rồi.